Chủ nhật 3 mùa vọng 5A. Trái tim hy vọng. Nếu trái tim là cơ quan quyết định cuối cùng chuyện sống, chết của thân xác, thì trái tim cũng được coi là trung tâm điều khiển toàn bộ sinh hoạt tình cảm, tinh thần. Nên khi trái tim cứng cỏi, chai đá, khô cằn thì con người trở nên vô cảm, lạnh lùng. Hay khi rực lửa ganh ghét, hận thù thì con người tàn ác, nhẫn tâm. Và ngược lại, một trái tim tràn đầy hy vọng sẽ đem lại trót ngất niềm vui, chứa chan hạnh phúc, dạt dào an bình, yêu thương. Kinh Thánh nói nhiều đến trái tim. Có những trái tim chai đá như trái tim của Pharaoh đã không thả cho con cái Israel đi. Những trái tim giả dối của những người tôn kính Thiên Chúa bằng môi, bằng miệng, còn lòng thì lại rất xa. Những trái tim làm con người ra ô uế vì phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm trứng gian và vu khống. Những trái tim hèn nhát như trái tim của Phi-la-tô vừa giao nộp người vô tội cho các thượng tế và kỳ mục đem đi đóng đinh, vừa lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: ta vô can trong vụ đổ máu người này. Những trái tim tuyệt vọng như trái tim của Giu-đa, mặc dù đã thú nhận: tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến người phải chết oan, nhưng đã không đủ niềm hy vọng để trở về với thầy mình, đấng giàu lòng thương xót, chẳng chấp cứ tội ai. Trước những trái tim không như Thiên Chúa mong đợi, các ngôn sứ đã cảnh báo hình phạt cho những người để lòng chai cứng như kim cương, để khỏi vâng giữ lời luật và lời dạy bảo của Đức Chúa. Những người ngoan cố, lì lợm, chúng tự tách rời Thiên Chúa và bỏ đi luôn. Trong Tân Ước, trước trái tim chai đá của người Do Thái, Thánh Gioan đã mượn lời ngôn sứ Isaiah để trách móc, than thở: Thiên Chúa đã làm mắt chúng ra đuôi mù và lòng chúng ra chai đá, kẻo mắt chúng thấy và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Riêng tông đồ dân ngoại thì quả quyết: những ai lòng dạ chai đá không chịu hối cải thì càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu. Mùa võng về không chỉ cho chúng ta niềm hy vọng có đất của Thiên Chúa làm gia nghiệp, có Thiên Chúa đồng hành trên đường sự thật, sự sống, mà còn mời gọi chúng ta xin Chúa đổi mới trái tim và cho chúng ta trái tim như Thiên Chúa muốn. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của ta và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và một con đường hành động để chúng kính sợ ta mãi mãi. Nhờ đó, chúng và con cháu sau này được hạnh phúc. Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời. Ta sẽ không bỏ chúng nữa, sẽ tiếp tục theo dõi và không ngừng thi ân cho chúng, cũng như ban cho chúng lòng kính sợ ta, để chúng không rời xa ta nữa. Như thế, trái tim mới bằng thịt được Thiên Chúa ban tặng trở thành điều kiện không thể thiếu để chúng ta nhận được thần khí. Và nhờ thần khí, chúng ta mới biết kính sợ và tuân giữ phán quyết của Thiên Chúa, hầu có hạnh phúc được Ngài hứa ban. Tin mừng Gioan đã khẳng định điều này khi Đức Giêsu trả lời ông Nicôđêmô: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên", tức thần khí. Bởi chỉ thần khí mới làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi, và trái tim mới đó chính là trái tim mang niềm hy vọng được Thiên Chúa yêu thương, cứu độ. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, đấng nhân danh Thiên Chúa đến trong thế gian, chúng ta mới tin những điều người khác đã mắt thấy tai nghe ở Ngài. Họ đã thấy, người mù được xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được nghe tin mừng. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, đấng Thiên Sai, chúng ta mới tin Thiên Chúa yêu thương những con người bé mọn và gọi họ là những người cao trọng nhất trong nước trời. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, chúng ta mới tin Thiên Chúa bên đỡ, an ủi những thân phận khốn khổ, trung chuyên vì gánh nặng cuộc đời, khi kêu gọi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, con Thiên Chúa ở giữa con người, chúng ta mới tin Ngài là tôi trung của Thiên Chúa, hiền lành và khiêm nhường. Vì người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, người chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, Chiên Thiên Chúa, chúng ta mới tin Ngài là một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, chúng ta mới tin Ngài kính trọng, yêu thương, thân thiện giao lưu và tình nghĩa đồng bạn với hết mọi người, kể cả những người bị xã hội tẩy chay, nguyền rủa, coi là tội lỗi. Vì sứ mệnh của Ngài trong thế gian là đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Bởi Chúa Cha sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Và với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, đấng cứu độ, chúng ta mới tin Ngài sẽ cho chúng ta được sống lại với Ngài, vì Ngài là sự sống lại và là sự sống. Cũng vậy, với trái tim hy vọng vừa được Thiên Chúa ban tặng, chúng ta mới có thể tin mọi người là anh em của mình và không ghét bỏ ai, lên án ai. Vì Cha trên trời cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, nguồn mạch yêu thương, chúng ta mới có thể yêu người khác dù họ không luôn dễ thương với ta, bởi yêu ai là mong ước và đi tìm hạnh phúc cho họ. Nên thiếu hy vọng, chúng ta không thể kiên trì và miệt mài đi tìm hạnh phúc. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu, nguồn ân sủng, chúng ta mới có thể hết mình tận tụy xây dựng lại tương lai của những con người bị coi là hư hỏng, bỏ đi. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu nhân hậu, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa nơi những con người đói khát, đau yếu, rách rưới, tù đầy, tị nạn, thất học, bị đời nguyền rủa, bỏ rơi, và hết tình yêu thương, bảo vệ, giúp đỡ họ. Với trái tim hy vọng ở Đức Giêsu giàu lòng thương xót, chúng ta mới nhìn thấy tương lai của người tội lỗi, mới cảm nhận hạnh phúc của tội nhân được thứ tha, mới biết chung vui với thần thánh trên trời vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Mùa vọng về, chúng ta xin Chúa thay quả tim chai đá vì kiêu căng, ngạo mạn, cứa quyền, hống hách, thay quả tim cằn cỗi vì gian tham, bóc lột, hối lộ, mánh mung, thay quả tim cứng cỏi vì ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, thù hận, thay quả tim khô héo vì lửa nóng bạo lực phi nhân, thay quả tim ô uế, thối rữa vì dục vọng bất chính, để với trái tim mới bằng thịt tràn đầy hy vọng trong Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, chúng ta được hưởng niềm vui thiên đàng ngay tại thế và được sống sự sống Thiên Chúa ngay trong sắc phàm yếu đuối, tội lũy này, vì ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, để chúng ta không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, người thừa kế và anh em của Ngài. Lời Chúa xin ban cho con một trái tim biết yêu thương và luôn sẵn sàng để lắng nghe bao tiếng kêu than và muôn nỗi đau của nhân loại. Lời Chúa xin sai con đi vào thế gian biết hy sinh, thực thi sứ vụ để dân thân cùng với tha nhân đổi mới trần gian. Xin cho con trung thành theo Chúa, xin cho con thi hành ý Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa, cho con nên nhân chứng tình yêu. Xin cho con trung thành theo Chúa, xin cho con thi hành ý Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa, cho con nên chứng nhân tình yêu. Lạy Chúa xin ban cho con một tấm lòng biết hy sinh và luôn quang đại để dâng thân cùng với anh em vì bao khó khăn của muôn người. Lạy Chúa xin ban cho con một đức tin biết tình yêu vào Chúa suốt đời để sẵn sàng cùng với anh em đổi mới cuộc đời. Xin cho con trung thành theo Chúa, xin cho con thi hành ý Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa, cho con nên nhân chứng tình yêu. Xin cho con trung thành theo Chúa, xin cho con thi hành ý Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa, cho con nên chứng nhân tình yêu. Say dấn thân cùng với tha nhân đổi mới trần gian. Xin cho con trung thành theo Chúa, xin cho con thi hành ý Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa, cho con nên nhân chứng tình yêu. Xin cho con trung thành theo Chúa, xin cho con thi hành ý Chúa, xin cho con kết hiệp với Chúa, cho con nên chứng nhân tình yêu, cho con nên